Ok, chào tất cả em trở kênh THPG của mình hôm nay. Trở lại với con game trận chiến mình hằng thì video mình sẽ hướng em kỹ năng ngày làm. Đầu tiên là về cái sự kiện 7 ngày. Con game này quà 7 ngày rất là ngon. Nhận phúc lợi anh em luôn luôn nhận được kim cương. Và ngày hôm nay thì anh em nhận được thêm cái nguyên liệu trang bị cộng với cái nguyên liệu thần văn. Thần văn là ngày mai nó mở đấy anh em ơi. Còn về cái nhiệm vụ ấy, đầu tiên là nhiệm vụ viễn chinh nữ hành ấy. Cái này là anh em viễn chinh ở ngoài map đấy. Hiện tại mình mới đi được có 47 trên 70 ấy. Chắc anh em nông dân khéo khi không hoàn thành ở mốc cuối nhá. Đây còn thiếu tận 2-3 lần nhiệm vụ nữa cơ. Và hôm nay là ngày thứ 5 rồi, còn 2 ngày nữa thôi. Chắc nông dân chỉ hoàn thành cái mốc 60 thôi. Tức em bị tạch một cái nhiệm vụ đấy. Đây hiện tại khá các em ơi, 97 trên 150. Quan trọng ấy, cái nhiệm vụ thứ hai này, anh hùng vô địch. Nhiệm vụ này thì anh em sẽ được cái tăng đá thần văn này. Cộng với cái xu thời gian nhá. Hiện tại cái xu thời gian ấy, nó là cái nguyên liệu ngon nhất cho anh em nông dân. Cái xu thời gian này để anh em đổi trong cái shop thời gian. Mở cái shop thời gian ấy thì nó sẽ bán tất tần tật các tướng cho anh em. Kể cả tướng đỏ nhá. Đây đầu tiên là tướng ánh sáng này, tím này, 1S này, 2S này. Đây và 3S nhá, nó có tất tần tật các con luôn. Đây vào tổng một con 3S là 50 xu. Nếu mà mình hoàn thành cái mốc cuối cùng ấy 500k lục chiến ấy, được thêm 6 xu nữa là 30, tức là mình chỉ còn thiếu có 20 xu nữa thôi ấy. Là mình sẽ đổi được một con tướng 3S rất là ngon anh em ơi. Đợi hết cái sự kiện ngày mà mình mà ra được cái dương con Zier đấy, cho mình tích đủ 50 ấy, mình cố gắng mình đầu tư một xíu cho đủ 50 đi. Mình được con Zier đấy, mình lên đời luôn nhá, mình chuyển cái con làm đầu sang này luôn. Cũng chưa chắc mình phải chuyển con làm đầu đâu. Tại vì tại gạc là mình ấy, ngày hôm nay mình quay ra được cái con Oda này nhá. Và mình chuyển tướng ra, mình chuyển từ tướng 1 sao ấy, ở trong cái tướng địa này này. À nhầm, ở trong cái cửa đấy không này, quên anh em ơi. Đây đổi tướng nhá. Đổi tướng này ấy, thì nó sẽ có thì lại ra tướng 2S nhá. Còn về 3S thì mình không rõ, mình mới chuyển có mấy lần thôi. Nên mình không rõ là có tỷ lệ ra tướng 3S không. Nhưng mà 2S là có nhá, tỷ lệ cũng khá là cao anh em ơi. Đây giờ mà mình có con 3S khéo khi là mình sẽ thay vào nhá. Có con nạp đầu là mình thấy nó bạo kích cũng khá là ngon. Đây nó có tận 50% tỷ lệ bạo kích này, gây ra 15% sát thương thực không thế này. Mỗi lần có 60% hồi bằng 40% công này. Thì hôm nay là ngày 5 lực chiến mình ở 410k. Level 52 ấy. Đây còn hơn 10k x nữa là mình sẽ lên level nha. X thì mình vừa nhận sạch rồi. Chắc ngoài này còn có 1k này. Đây đúng k dưới anh em ơi. Đúng còn 13k nữa. Đây hiện tại 9 dưới rồi. Chắc tầm 11 giờ mình sẽ lên level 53. Anh em nông dân cố gắng đạt mốc 500k ngày 7 nha. Cái xu này rất là ngon đấy. Vì em quay một lần thời không chỉ được có một xu thôi. Còn về gói phúc lợi như bao hôm nhá, anh em cứ mua cái gói quay tướng nhá, X10 chỉ giá 1.210. Tính ra mua về X10 đó là cái rẻ nhất nhá. Nó rẻ gần bằng cái này anh em ơi. Cái này mình nhớ là 25 kim cương. X10 lên mua 10 ngày là 250, rất là rẻ ấy. Còn về cái shop này ấy, theo ý kiến mình ấy, đầu game mình em cứ mua cái này này. Cộng cái huy chương phiêu lưu nhá, cái này tăng khá nhiều chiến ra đầu anh em ơi. Chỉ tiếc là nó cộng chỉ số thôi. Còn về cái xu anh em đừng mua vội nhá, không có đủ kim cương đâu, đừng khô máu nhá. Còn về mảnh tướng anh em mua ra đầu cho mình nhá. Tính ra anh em mua cái mảnh tướng này ấy, nếu mà tính một con cam nó tương đương với hơn 1.000 kim cương thôi, mình thấy nó rất là đáng nhá. Tại vì con game này lúc ở giai đầu ấy, anh em tỉa quay ra tướng cam rất nhiều nhưng về sau rất là ít nhá. Anh em mà xui quay tầm 2-3-4 lần X10 cũng chưa chắc ra là con cam đâu. Mà quay một lần đã là 1.500 kim cương rồi. Đấy là mình tính cái giảm giá trong này nhá. Còn anh em quay thẳng là 2.000 kim cương. Tiếp đến là về cái đấu bốt này. Anh em nông dân ý, lạp đầu như mình chắc là từ cái đấu bốt 4 ấy là anh em sẽ không ăn được con cuối nhá. Đây như hiện tại mình này. Đang kẻ là con bốt thứ hai đấu bốt 5. Mà 12 giờ ngày mai là nó kết thúc rồi ấy. Cùng lắm mình ăn được con này thôi, còn con cuối cùng là chắc chắn nó không được. Vì đâu được cái nguyên liệu mảnh thần văn này rất là ngon này. Mà tiếc là mình không được thôi. Chắc anh em phải là vài lít thì mới ăn được con này nhá. Còn về cái xếp hạng trang bị này ấy, thì chắc anh em nông dân sẽ bị tặc nhá. Đây mình còn không cả xong cái mốc 95k cơ. Ở cái bảng xếp hạng ấy thì cái mốc đạt yêu cầu là 110k. Và 110k thì anh em phải có trang bị đó thì mới được. Anh em mà full trang cam cũng không xong cái mốc 110k đâu.
Và anh em chú ý cho mình cái vòng quay nhá. Cái vòng quay một tuần nó sẽ reset một đợt. Cái quả dương này lên ấy, anh em nông dân cố gắng cứ tích đủ 100 lần quay rồi anh em quay ấy, lấy cái dương cuối ấy, thì nó sẽ ngon hơn nhá. Đây từ hôm nay mình sẽ tích, đây hiện tại đang có 3 vé quay này. Giờ mình xong quay nha, mình chỉ quay một lần free hàng ngày thôi. Đủ 100 lần mình mới quay. Đây nó được cái chìa khóa từ không ấy, cái này thì trị giá 1.000 kim cương nhá. Rất là ngon anh em ơi. Anh em mà xác định chơi lâu dài ấy, thì tốt nhất là anh em cứ tích đủ 100 lần rồi quay. Còn về cái thiên thần sa ngã này mình đang cố gắng để sở hữu 3 con tướng 8 sao nhá. Hiện tại ngày hôm nay ấy, cái con tanh viên ánh sáng mình vẫn đang thiếu này. Ô 6 sao mình có rồi. 1, 2, 3, 4 đang thiếu 2 con. Kiểu gì ngày mai mình cũng lên được con này. Giờ mình đang cố gắng lên một con nữa. Đây thì chắc là mình sẽ lên con này đi. Con tướng chính thì chắc chắn là sẽ không đủ cấp linh để mình lên được 8 sao ở đây tận 33. Và hiện tại ấy, mình đang kẹt ở cái tích đăng nhập ngày 6 này. Không biết ấy, hết ngày 7 nó có bị kẹt ở cái tích đăng nhập ngày 8 không. Nếu mà có hơi căng nhé. Cái game này mình chưa chơi bản quốc tế nên mình không biết được. Giờ mình đang cố gắng mình dồn lên cái con đây, Oda này nha. Hiện tại thì nó đang thiếu tướng 6 sao cho phôi này. 1 này, 2 này. Nhưng mà tính cả con 2S đang là 3 này. Cộng với cáo này luôn, 4 con. Mở tướng 6 sao cần 5 con phải không? 5 con. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Thiếu 1 con này cộng với 6 con. Tức là giờ mình đang thiếu 7 con nha anh em ơi. Mình thiếu 7 con này. Mình nhớ trong shop mình cũng gần đổi được 1 con rồi. Thiếu 7 con phải không? Đây trong shop tướng này. Ôi shop tướng mình đổi full rồi. Giờ chắc mình chỉ có khô máu đấu trường thôi. Đây chắc mình sẽ khô máu đấu trường thì may ra mới đủ được này. Còn thiếu tận 20 mảnh nữa. Cứ cho đủ đi. Tức là mình vẫn thiếu 6 con nhá. Đây hiện tại mình đang thiếu 6 con. Mình sẽ cố gắng mình đạt cái mốc thiên thần sa ngã. Làm cái trang sức nó đỏ nhá. Đây này tăng rất nhiều ơi. Thủ vật lý hay thủ phép 3% này. Lực chiến 15k. Đấy chưa lâng cái gì mà tận 15k rồi. Mở cái nhấn của mình này. Đây úp cả cái lăng rồi. Cộng 10. Mà lực chiến chỉ có 6k4 thôi. Mở cái đấy chưa làm gì nó tận 15k. Đấy anh em thấy. Cái phẩm đó nó tăng rất là nhiều chiến nhá. Chưa nói đến phẩm kim mới nó còn tăng nhiều nữa. Đây mình vào cái bảng xếp hạng anh em xem nhá. Đây là top 1 bên mình đây. Đây anh em thấy không? Bà đã trao dồn cái con 3S này. Không phải kim à? Đây cái phẩm đó là tăng 17k chiến này. Đây là phẩm cam. Đây kim em ơi. 27k chiến. Anh em thấy không? Đây bạn này dồn con tanh nhá. Tại vì cái trang sức thì nó cộng về phòng thủ. Thường thường là anh em sẽ cho con tanh dài. Đây tanh tận 246k. Con đêm không có trang sức kim mà vẫn 248k. Giờ mà ạc này mà chuyển cái trang sức kim sang ấy thì lên khá nhiều chiến nhá. Đây 27k này, 35k, 17k, 21k. Cái này kém 10k này. Cái này kém 15k này. Tức là 25k. Giờ mà lên 25k nữa là hơn 270k chiến. Đây em không? Ác này mà dồn là hơn 270k chiến con tướng này. Anh em thấy lực nhỏ hơn 270k. Và lực chiến bây giờ mình có nhiêu? 400k. Tức là gần bằng cái tổng lực chiến của mình. Anh em thấy top có đồ ấy, lực chiến lên rất là mạnh. Và như hôm qua mình đã nhắc á, mình chớ mình nhắc cả cái kia nữa. Khi em lên vào 50 thì nó sẽ có cái lực nghịch chuyển này. Tốt nhất là em mua nhá. Cái lực này mua trong shop rất là đắt luôn. Nó bằng 1/2 con tướng đỏ anh em có thấy. Mà nó chỉ có 1880 thôi. Ngày hôm nay thứ hai thì nó mở cái hội chiến nhá. Cái hội chiến này mình hơi nhầm xíu nhá. Cái thưởng này thứ 6 tổng kết thì nó mới nhận thưởng. Nhưng mà quan trọng anh em sẽ nhận được cái thuế hối hàng ngày này. Đây. Đánh xong rồi vẫn nhận nhá. Cái này mình không rõ là ngày mai được không. Tại vì hội mình đợt trước nó vẫn chưa nhận được ấy. Cái này mình nghĩ là ngày mai vẫn được. Nếu mà ngày mai được thì được khá nhiều. Nếu mà ngày mai mà được nữa ấy. Đây 15 nguyên liệu 3 phút ấy. Thì một ngày nó tương đương với hơn 7.000 điểm. Khá nhiều anh em ơi. 7.000 điểm anh em mua được mấy chục mảnh con tướng cam ấy, không đùa đâu. Còn về cái hội chiến này theo ý kiến mình ấy. Còn về cái hội chiến ấy, như mình đã nói đấy. Cái này đánh rất là đơn giản nha. Đây tại hội mình đang top 1 này. Hơn có bạn top 2 có bao nhiêu? Một xíu thôi. Chỉ
chỉ có 20 triệu đêm anh em ơi, không xin đi lắm. Đánh cái hội chiến này ấy, anh em lúc 12 giờ đừng đánh vội nhá. Cứ đợi đến 13 giờ anh em xem cái thành nào ấy, hít đêm rồi anh em đánh nhá. Anh em cố gắng ăn một cái thành to, ít nhất là thông xóa trở lên. Cố gắng đánh lên cái sát thương trung bình nhá. Đây ví dụ như đợt này sát thương trung bình là 7, đâu hỏi, đây là thành mình to nhất. Đây chỉ có 2 triệu dưới thôi. Đây 2 triệu 6 ấy. Ngày đợt sau chắc lực chiến nó sẽ cao hơn ấy, lên lúc mới vào ấy. Anh em cứ đập tầm 4 triệu đêm cho mình, 4 đến 5 triệu đêm là an toàn nhá. Đây như cái hội mình phải không? Lúc đầu mình chỉ đánh cái này có 3 triệu thôi. Xong rồi có một hội nhảy vào lứa, thế cứ thế mà anh đua lên tận 7 triệu 3 nhá. Nên anh em đừng có đánh quá thấp thì dễ bị cay lắm. Tốt nhất thì anh em cứ đánh lên cái sát thương trung bình cho mình. Nhưng mà anh em đừng đánh lượt nhá, anh em chỉ đánh tầm 2 lượt thôi. Mỗi người đánh lượt còn lại 3 lượt đấy. Đến cuối ngày tầm 19:55 ấy, hoặc là 19:50 đấy, anh em xem cái thành nào ăn được thì ăn. Và anh em chú ý thêm cho mình cái số lời hộ nhá. Đây ngày thứ 5 ấy thì anh em kiểu gì cũng làm được cái mốc mốc dứa nha, mốc 60 kim cương nhá. Còn bot thì mình đã nói bao nhiêu lần đấy, anh em cố gắng canh nát hit. Đây như có con bot 27 này, đây chính mình nhá. Lo le này. Đây thưa anh em ơi, mới tinh luôn, phó bản 27 này ấy. Và ngày mai thì nó sẽ mở cái hầm ngủ nhá. Đây 2 tiếng nó mở. Đây là hiện tại thông tin mình đang 124 này. Đây đấu trường hiện tại mình đang 73 này. Giờ mình đang cố gắng áp lực ấy, để cuối tuần ấy mình nhờ anh em lưu để mình leo lên hạng kiếm đồ trong shop này, cộng với cái nhiệm vụ 7 ngày nữa. Đây chỉ cần lên top 5 là em sẽ được win một set cam nhá. Còn cái ma vực ngày hôm nay mình không đánh lát hit nhá. Mình cứ đủ 2 lượt mình đánh con em vào 30 này mình làm nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ ngày 3 ấy mà nó ghi là kết liễu con ma vực ấy, anh em không những phải kết liễu tổng số đêm anh em không phải to nhất nhá. Bình thường mình hay lát hit cái con ma vực này ấy, mãi không xong cái nhiệm vụ. Đến ngày thứ 5 rồi mình vẫn chưa xong cái nhiệm vụ ngày thứ 3 anh em. Đây ngày thứ 3 này, phụ kiện thực phẩm này. Đây vẫn 13 trên 16 con ma vực. Đây nó ghi là trong sự kiện tích nhận thưởng ma vực 16 lần. Mà anh em kết liễu là sẽ được nhận thưởng rồi. Nhưng mà anh em không được tính nhiệm vụ nhá. Anh em phải có tổng sát thương to nhất thì mới được tính nhá. Đây chú ý cho mình cái nhiệm vụ này. Chắc nhiều anh em mở hai canh lát hit cho mình là sẽ bị kẹt cái này đấy. Chú ý cho mình nhá. Và anh em nhớ cường hóa trang bị mới trang sức đều nhá. Nó đều có nhiệm vụ, anh em cứ làm đủ nhiệm vụ sau. Có rồi mình trùng sinh xong được. Ok, mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video lần sau.